Vui mừng được chào đón quý vị đang quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn ngày 3 tháng 5. Thưa quý vị, âm nhạc nghệ thuật đường phố đã có mặt tại Việt Nam từ khá lâu nhưng chưa được chú trọng phát triển. Tuy nhiên, từ khi âm nhạc nghệ thuật đường phố xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ làm nóng cả một không gian nơi đây, thì đã có nhiều ý kiến cho rằng nếu được tổ chức bài bản thì có khả năng đây sẽ là một sản phẩm thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước. Như vậy thì người dân và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch đánh giá như thế nào về âm nhạc nghệ thuật đường phố cũng như tiềm năng phát triển của sản phẩm này? Và để hiểu rõ hơn, xin mời quý vị theo dõi phóng sự mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Thưa quý vị, đã hơn 2 tháng nay, vào tối thứ Bảy hàng tuần, không khí tại phố đi bộ trở nên sôi động hơn bởi những bản nhạc dân tộc du dương và tha thiết mà các bạn trẻ trong thành phố đem đến. Vậy các nhóm nhạc này đến từ đâu và tại sao họ lại chọn phố đi bộ làm không gian truyền cảm hứng cho mình? Xin mời quý vị cùng theo chân chúng tôi tìm hiểu nhé. Nếu như những buổi tối trong tuần có hơn 200 người đến phố đi bộ để dạo mát vui chơi thì số lượng này đông gấp 2 gấp 3 lần vào tối cuối tuần, đặc biệt là thứ Bảy. Đa phần mọi người đều tập trung quanh các nhóm nhạc đang biểu diễn để cùng thưởng thức âm nhạc trong bầu không khí vui tươi. Điểm đặc biệt là các tiết mục được biểu diễn ở đây đều hoàn toàn miễn phí, do vậy người nghe có thể thỏa sức chọn nhóm nhạc cũng như thể loại nhạc tùy theo sở thích để thưởng thức. Đây là nhóm nhạc các bạn nam với hơn 10 thành viên, bao gồm cả người Việt và người nước ngoài, với nhạc cụ đơn giản chỉ là hai cái đầu đĩa, hai cái micro, nhưng nhóm đã hâm nóng bầu không khí tại phố đi bộ bằng những điệu nhảy nhuần nhuyễn, dứt khoát và chút phong cách nghịch ngợm. Tôi đến Việt Nam cũng đã được 8 tháng nay, tôi thường xuyên chứng kiến những tiết mục âm nhạc trên đường phố Việt Nam. Gần đây nhất chính là ở thành phố Hồ Chí Minh và ngay tại đây. Quả thật là chúng rất thú vị, nghe rất khác với những thứ âm nhạc ở những nơi mà tôi đã từng đi qua. Dạ thì sau những cái giờ học mệt mỏi trên trường, trên lớp thì là đến đây để nghe được những cái bài hát thì thật sự là cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là thư giãn và cộng thêm đó là một niềm tự hào dân tộc của mình nữa. Cảm thấy yêu Việt Nam hơn. Nếu như nhóm nhạc của các bạn nam trước đó mang phong cách hiện đại, trẻ trung, thì nhóm nhạc của các bạn trẻ là sinh viên của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh lại mang đậm phong cách dân tộc. Nhóm chơi các nhạc cụ như đàn tranh, sáo, tam thập lục, đàn tứ v.v. và nhiều loại nhạc cụ khác. Mặc dù mới biểu diễn trong thời gian ngắn, nhưng nhóm đã nhận được sự đón nhận tích cực từ phía khán giả. Thậm chí có nhiều người dành riêng buổi tối cuối tuần đến đây để thưởng ngoạn thể loại âm nhạc dân dã trong khung cảnh thiên nhiên, có bạn bè, cây cối, gió và cả trăng sao. Nếu mà có nhiều khu vui chơi mà có nhạc âm nhạc dân tộc trên đường phố thì nó rất là hay, nó tạo cho các bạn trẻ là tìm hiểu về âm nhạc dân tộc nhiều hơn. Có đến gần 70% các tiết mục được biểu diễn tại phố đi bộ mang âm hưởng dân tộc đa sắc màu. Do vậy, không chỉ người tham quan có cảm giác thích thú mà các công ty lữ hành, du lịch cũng nhìn nhận nó dưới con mắt thiện cảm. Không gian âm nhạc ở bên ngoài đường phố thì nó phổ biến hơn đến mọi người và chính vì thế nên là nó cũng sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo những người cư dân trong thành phố hơn, đặc biệt là khách du lịch khi mà đến thành phố Hồ Chí Minh. Thì việc biểu diễn nhạc nghệ thuật đường phố cũng có thể giúp cho khách hàng, du khách có những cái cảm nhận về âm nhạc Việt Nam một cách rõ ràng và tiếp cận được cách đa dạng và phong phú hơn. Chính vì thế nên là với các nhóm biểu diễn nhạc nghệ thuật đường phố, đặc biệt là những nhóm được đào tạo và có cái trình độ biểu diễn tốt, nếu như được tổ chức một cách bài bản và sắp xếp các cái giờ diễn cũng như là những cái tiết mục diễn ngoài đó chọn lọc phù hợp với lại văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, giới thiệu được những cái nét đặc trưng của văn hóa nghệ thuật Việt Nam với du khách thì tôi nghĩ đó là một điều rất là tốt, đặc biệt là khi mà sản phẩm du lịch buổi tối ở thành phố Hồ Chí Minh chưa phải là phong phú như hiện tại. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố là hoạt động mới mẻ so với Việt Nam, nhưng trên thực tế nó đã trở nên quen thuộc với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những nước châu Âu. Tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, âm nhạc nghệ thuật đường phố bắt đầu xuất hiện khi có những khu phố đi bộ. Tuy nhiên, hầu hết là tự phát và nhanh chóng tan rã sau một thời gian gây được tiếng vang khiến không ít người luyến lưu. Khi hỏi về vấn đề này, nhiều người tỏ ra lo ngại rằng liệu đó có phải chăng là kết quả dự báo trước cho âm nhạc nghệ thuật tại phố đi bộ hiện nay? Bởi tính đến nay, loại hình biểu diễn này chưa được các bộ, ban ngành liên quan lên tiếng ủng hộ và tạo điều kiện phát triển. Cũng bởi lý do này mà nhiều người không tin tưởng nhiều vào tuổi thọ của các nhóm nhạc ở đây. Mặt khác, có người còn cho rằng đơn giản chỉ là hát hò cho có không khí, cho nên có cũng được và không có cũng không sao. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều với những suy nghĩ trên và số lượng này khá áp đảo. Nhiều ý kiến cho rằng âm nhạc tại phố đi bộ có thể phát triển mạnh mẽ hơn và có sức ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc nghệ thuật đường phố của Việt Nam. Thậm chí xa hơn, nó có thể trở thành một nét mới hay còn gọi là sản phẩm cho du lịch Việt Nam, thu hút khách thập phương.
Khi chúng ta phát triển được những cái sản phẩm, những cái sự kiện, đặc biệt là về văn hóa nghệ thuật trên cái cung đường đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh như vậy, thì sẽ tạo được một cái sản phẩm giải trí cho du khách rất là tốt. Và chúng tôi cũng sẵn sàng đồng hành với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với Sở Du lịch thành phố, Sở Văn hóa Thông tin thành phố, Hiệp hội Du lịch để xây dựng những sản phẩm du lịch biểu diễn ở trên cái cung đường Nguyễn Huệ, phục vụ cho đông đảo du khách và người dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ là không chỉ riêng Vietravel đâu, rất nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm đến sản phẩm này và sẵn sàng đưa ra những cái bản kế hoạch trình lên lãnh đạo thành phố, nếu được phép thì sẽ cùng triển khai và triển khai thành những cái sản phẩm tốt để thu hút cái sự quan tâm của du khách cũng như là người dân thành phố. Hiện nay, không chỉ phố đi bộ có âm nhạc nghệ thuật đường phố, mà đã có rất nhiều nhóm nhạc tương tự được tổ chức trải dài trên mảnh đất hình chữ S. Mặc dù không xa lạ gì với nhiều quốc gia khác, tuy nhiên, tùy theo những nét văn hóa của mỗi quốc gia mà âm nhạc cũng có cách biểu diễn khác nhau. Do vậy, văn hóa Việt Nam sẽ hòa nhập mà không hòa tan giữa vô vàn nền âm nhạc đường phố trên thế giới. Ngược lại, có thể như kỳ vọng của nhiều người, âm nhạc nghệ thuật đường phố sẽ là sợi dây kết nối giữa nền văn hóa của dân tộc với đời sống tinh thần của người Việt Nam nói riêng và du khách quốc tế nói chung ngày một gần hơn. Thưa quý vị, những câu chuyện đáng chú ý khác của thị trường thế giới sẽ tiếp tục được cập nhật đến quý vị trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn. Phát triển điện ảnh cần có chiến lược và chính sách hỗ trợ.